Chiều 16 tháng 5, vụ xét xử gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017-2018 ở Hòa Bình xét xử 15 bị cáo là cựu cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, công an tại địa phương này đã tạm nghỉ để bước vào thời gian nghị án. Ông Nguyễn Quang Tuấn, chủ tọa phiên tòa cho biết thời gian nghị án sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày và được mở lại vào 8 giờ ngày 21 tháng 5. Trong 6 ngày từ ngày 11 tháng 5 đến 16 tháng 5 diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, đã có 12 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nói lời sau cùng, những người này đã tỏ ra ăn năn hối hận trước những việc làm ngu ngốc của mình và mong nhận được sự khoan hồng để sớm trở về với cuộc sống đời thường, có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Tuy nhiên, vẫn có 3 bị cáo một mực chối tội là Nguyễn Quang Vinh, cựu trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hòa Bình, Khương Ngọc Chất, cựu thượng tá, cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình và Đào Ngọc Thuật, cựu giáo viên trường Trung học phổ thông Mường Bi. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân xác định đây là vụ án có tổ chức và kẻ cầm đầu được xác định là Nguyễn Quang Vinh. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình xét xử, bị cáo này cho rằng mình bị xử oan, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thừa nhận mình làm sai quy chế, do tin tưởng nên để cấp dưới phạm tội. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình trong quá trình luận tội đối chất lại với bị cáo Vinh và luật sư bào chữa vẫn khẳng định Vinh là chủ mưu và giữ nguyên quan điểm đã truy tố. Đáng chú ý, trong suốt quá trình xét xử, Vinh luôn tỏ ra lạnh lùng, điềm tĩnh, đối chất gay gắt khi được xét hỏi. Thậm chí khi rời tòa, nhiều lúc cựu trưởng phòng khảo thí còn cười rất tươi, có những cử chỉ rất lạ khi giơ tay hướng về người thân.